Hiền đệ, hiền đệ. Công tử. Ngũ Khanh, xin công tử hứa với Ngũ Tiểu Thư một việc. Chuyện gì hả? Sau này khi công tử lên ngôi, nhất định phải phái binh diệt Sở. Cái đó đương nhiên rồi. Tới lúc đó do Ngũ Khanh lãnh binh, Tôn Khanh làm quân sư. Cho dù tôi không còn sống ở trên đời, công tử cũng phải phái binh diệt Sở. Không sống trên đời. Lời của Ngũ Khanh tôi nghe không rõ. Ngũ Tiểu Thư sẽ đi giết Khánh Kỵ, mong công tử lo cho. Ngũ Khanh đừng xúc động, chuyện tay trời đi nữa cũng có thể bàn bạc mà. Hiền đệ, đứng dậy từ từ nói. Ngũ Khanh đứng dậy. Mong công tử đồng ý trước. Không phải các người đã thuyết phục Yến Ly làm thích khách rồi hay sao? Yến Ly không muốn bị kiềm chế bởi người khác. Cho dù Yến Ly nói ngược, thì chúng ta cũng phải tính toán lâu dài. Để cho Ngũ tướng quân đi hành thích Khánh Kỵ, tuyệt đối không phải là thượng sách. Trên đời này không có kế sách vẹn toàn. Nếu không còn cách gì khác, mỗi kế sách đều là thượng sách. Hiền đệ đừng có nóng nảy, nhất định sẽ kiếm được cách mà. Từ từ. Ngũ Tiểu Thư tôi đã quyết định rồi. Cây cột kẻ này là vật chứng, mong công tử đồng ý. Được. Tôi xin thề, hôm nào bản cung lên ngôi, nhất định phát binh diệt Sở, chết cũng không từ. Quân vô hiến ngôn. Quân vô hiến ngôn. Cảm ơn công tử. Hiền đệ. Liệt đại tổ tông, cô một lòng một dạ bài trừ gian nan cho Sở quốc, là vì cô muốn cho bá tánh được quốc thái dân an, và cũng vì 48 mạng người của nhà họ Ngũ. Các người nhất định phải phù hộ cho tôi, trừ hôn quân, giết xàm thần.
Muội định đi hả? Tại sao phải làm vậy chứ? Muội muốn Quỳnh đi giúp Ngũ Tư Tư. Hiền đệ, cái gì với Khánh Kỳ này Tôn Võ nghĩ rằng phải tính toán lâu dài, đừng có nên nóng nảy như vậy. Không cần, đệ đã quyết định rồi. Còn Quỳnh hãy ráng hỗ trợ cho công tử lên ngôi. Và nếu có cơ hội, hãy trả thù cho Ngũ Tử Tư. Hiền đệ, Tôn Võ hiểu rõ việc này đứng trên lập trường của đệ và đứng trên lập trường của Quỳnh đương nhiên có sự khác biệt. Nhưng mà dù sao đi nữa, Hiền đệ nghe lời của đại ca. Hiền đệ, Hiền đệ. Yến Ly, Yến Ly huynh. Tôn tiên sinh, nếu bây giờ tôi khiêu chiến với Khánh Kỵ có trễ quá hay không vậy? Không trễ, không trễ, vừa đúng lúc. Hiền đệ, vừa đúng lúc thôi. Xin mời lại bỏ đi. Quỳnh, Quỳnh đi đi. Buông tay. Tại sao hả? Tại vì mùi hận Quỳnh. Không đâu, mùi nói láo. Mùi đừng đi. Quỳnh không để mùi đi đâu. Tại sao mùi lại không thể đi? Mùi không muốn làm giặc lệ thù của Quỳnh. Muội muốn có một người chồng hết lòng hết dạ với muội, đặt muội lên địa vị hàng đầu. Quỳnh làm được sao? Buông tay. Muội không thể đi được. Minh Châu, Quỳnh có lỗi với muội. Có lỗi với muội? Người muốn làm đại sự, có lỗi biết bao nhiêu người. Có lỗi với muội thì hận thù cái gì? Quỳnh có thể bỏ đi kế hoạch trả thù của Quỳnh hay sao? Buông tay. Quỳnh, thôi đi. Quỳnh đừng bao giờ vì một người đàn bà. Quỳnh có đại sự cần phải làm, con đường trả thù của Quỳnh còn rất dài. Nếu ngài cái hy sinh muội Quỳnh cũng làm không được, thì con đường sau này Quỳnh làm sao đi? Làm sao thi triển hồng đồ đại kế của Quỳnh? Làm sao có thể làm đại anh hùng? Năm của Minh Châu bây giờ không còn trong trắng nữa, mong tướng quân hãy trở về. Yến Ly Huỳnh, huynh đệ của chúng tôi chúc huynh mã đáo thành công. Đa tạ. Yến Liên nhất định sẽ đưa đầu của Khánh Kỵ về đây. Tạm biệt Yến huynh. Huynh còn có lời gì muốn nói với tôi không? Không có. Hiền đệ, trước kia khi mà Yến Ly không chịu đi với Khánh Kỵ, đệ rất giận hắn. Ngày hôm nay tới tiễn chân, không biết tại sao đệ lại cảm thấy mình có lỗi. Đại trượng phu làm đại sự bất cầu tiểu tiết, hiền đệ đủ tự trách mình.
chuyện này để đích thân ra tay chưa chắc gì thành công. Bởi vì Khánh Kỳ biết rõ chúng ta đã nương tựa vào công tử Hoàng, cho nên nhất định phòng ngừa. Bề mặt đánh giá Khánh Kỳ hống hách ngạo mạn, nhưng mà thật ra hắn là một con người có trí tuệ. Tại sao huynh nói vậy? Để không nhớ Khánh Kỳ thâu thập hiền năng chí sĩ trên thiên hạ hay sao? Nhưng mà những hiền năng chí sĩ mà chúng ta đã gặp qua, tất cả họ đều là những người chỉ biết dân dân dạ dạ. Hắn thông minh nhất là ở điểm này. Khánh Kỳ ra lệnh cho họ tận hưởng vinh hoa phú quý, họ chỉ biết ăn chơi phóng túng, hoàn toàn không có ly khỏi Khánh Kỳ nữa. Cho dù có ly khỏi đi nữa cũng là một phế nhân khó làm nên đại sự. Đề ca, đâu có thể nào trách Yến Ly gặp Khánh Kỳ sẽ trở thành phế nhân. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cái đó còn tùy xem trời có giúp chúng ta hay không. Nam phong yêu kỳ nhân, như bảo mã chiến cư, vì bảo mã觅主人，心中常自问，英雄是否世难寻？寂寞是无敌，何解天下难觅？可胜过他的人。Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi. Những câu hát của nhà ngươi có phải thật gì không? Thật. Ngươi nghe từ đâu về? Đầu đường ngõ hẻm. Thật là ăn nói hồ đồ. Ngoài Khánh Kỵ ta ra, ở trên đời này đâu có người nào có thể có một con ngựa chiến như vậy chứ. Chiến xa lợi hại tới như vậy. Người nói
có phải đã dùng hết sức của các người? Nếu như không thể đứng hạng nhất thiên hạ thì sống cũng không còn ý nghĩa. Mang đi chém. Nhà ngươi chính là người tìm ta đi khiêu chiến khắp nơi à? Tại hạ Yến Ly, các hạ nhất định là Thái tử Khánh Kỵ. Nghe nói nhà ngươi đi tìm chỗ dùng cho cặp ngựa quý này. Phải. Nói đi, bao nhiêu tiền ta đều cho hết. Ta không cần tiền của ông. Ngươi chê kỹ thuật cỡi xe ngựa của ta không bằng ngươi à? Kỹ thuật lái xe của Thái tử rất là cao siêu, thua cho tại hạ. Bởi vì ngựa không bằng của tôi, không có liên quan gì đến kỹ thuật. Tại sao lại không chịu bán hai con ngựa cho ta? Ngựa quý phối hiện chủ, giống như là cá được nước vậy, hoàn toàn không thể nào dùng tiền bạc để mà lượng định. Nếu như Thái tử thích hai con ngựa này như vậy, vậy thì Yến Ly này sẽ tặng cho Thái tử. Tặng cho ta? Đúng vậy, nhưng mà có điều kiện. Điều kiện gì? Yến Ly muốn so sánh kiếm pháp với Thái tử, mong Thái tử chỉ giáo. Tham kiến công tử. Tình hình ra sao? Yến Ly đã tặng hai con ngựa quý cho Khánh Kỵ rồi. Đã thành công? Yến Ly có vào trong quân đội để mà làm phu sai không vậy? Không có. Không lẽ hắn lại chịu tặng hai con ngựa quý cho Khánh Kỵ sao? Ông ta muốn so kiếm với Khánh Kỵ, nếu thua sẽ tặng con ngựa quý cho ổng. So kiếm không bằng, Yến Ly đâu phải là đối thủ của Khánh Kỵ. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Đành phải coi xem thay đổi. Bẩm Thái tử. Chuyện gì? Nói. Hai con ngựa mới về. Về rồi sao? Nó. Nói. Tụi nó không chịu ăn. Tụi nó không chịu ăn. Tại sao mày không ăn? Ăn. Ăn đi. Tại sao lại như vậy? Bữa bối. Ăn đi. Ăn đi. Tại sao lại như vậy chứ? Chúng tôi cũng không biết nữa. Tôi đã dùng loại cỏ tốt nhất rồi để nuôi tụi nó. Nhưng mà tuy nhiên. Người đâu? Mang ra chém đâu? Thái tử tha mạng. Thái tử tha mạng. Thái tử tha mạng. Bữa bối, tại sao lại không chịu ăn? Sao lại như vậy chứ? Còn không chịu ra ngoài, tôi đây muốn ngủ đó. Mời đại nhân theo chúng tôi về. Hai con ngựa đó 3 ngày không có ăn đồ rồi. 3 tiếng đồng hồ chỉ nói có một câu thôi à? Không cảm thấy buồn sao?
Nếu đại nhân không theo tôi về gặp Thái tử Khánh Kỵ thì tôi sẽ chết chắc. Yến Ly đâu? Hắn không chịu tới. Kéo ra ngoài chém. Dạ. Thái tử tha mạng. Thái tử tha mạng. Kêu Bành tướng quân đi. Yến đại gia, Yến đại gia, Yến đại gia. Lại các người nữa. Xin lỗi làm phiền ông. Biết làm phiền, tại sao không chịu đi chứ? Xin ông đi với chúng tôi. Vẫn còn câu nói đó à? Nếu như mạo phạm, mong đại gia tha thứ cho. Nếu như đại gia không chịu đi thì tôi và hai con người báo đó sẽ chết. Hai con người đó đã không thuộc về của tôi. Sống chết ăn thua gì tới tôi. Kéo ra ngoài chém. Dạ. Đi. 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 Người đâu? Không ngờ Thái tử Khánh Kỳ tới đây là một điều vinh dự cho tôi. Hãy theo ta về. Tại sao? Vì hai con ngựa đó không phải là hai con ngựa thường. Đó là lương câu trời ban, là một cặp ngựa hiếm có trên đời. Thái tử là người biết ngựa và thương ngựa. Ngươi không phải sao? Tôi đây chỉ quen biết và yêu ngựa của tôi thôi. Con ngựa của người khác vô cảnh tới tôi. Những con ngựa khác vô can với người, nhưng mà những con ngựa của ta liên can tới người. Ông trời đã ban hai con ngựa chiến cho ta ở với Khánh Kỵ. Nếu như ta không thể giữ được hai con ngựa đó, như vậy sẽ đi ngược lại ý trời. Có thể giữ được hai con ngựa đó chỉ có ngươi thôi. Không lẽ ngươi đi ngược lại ý trời hay sao? Làm sao hả ông bạn? Ốm nhiều quá, nhớ ta chứ? Ăn từ từ thôi. Sao hả? Còn nhớ ta hay không? Nó chịu ăn rồi. Cuối cùng nó chịu ăn rồi. Các người hãy tới xem. Cuối cùng nó đã chịu ăn rồi. Từ nay ngươi ở tại chỗ này, chăm sóc hai con ngựa quý cho ta. Đó cũng là ý trời sắp đặt. Không phải. Đó là ý của ta. Mang theo 300 binh mã, 2 ngày 2 đêm đã đánh bại 4 vạn đại binh của vệ quốc. Chỉ một mình ta thôi đã giết chết 600 người, cả cánh tay cầm kiếm cũng tê luôn. 4 ngày liền mới khôi phục lại. Yến Ly, còn đứng đó làm gì? Hãy tới đây uống rượu chung với ta đi. Lui ra ngoài. Dạ. Thám tử hồi báo tình hình của Yến Ly đang ở nơi Khánh Kỵ. Ừ. Thì ra Yến Ly và Khánh Kỵ mỗi ngày đều đang luyện thử chiến xa. Từ lúc Khánh Kỵ quen biết với lại Yến Ly thì thường cùng nhau thử luyện xa và thường cười nói vui vẻ, làm như là trời đất chỉ có hai người họ mà thôi. Bất cứ người nào nhìn thấy thì cũng thấy Khánh Kỵ và Yến Ly là một cặp tri kỷ hiếm có. Họ không những như hình với bóng ở trên chiến xa, cho dù ra xa trường đánh giặc cũng như là một cặp rất ăn ý. Nhìn vào Khánh Kỵ thì bên mình nhất định có Yến Ly.
Vậy với hắn đi làm bạn hay làm thích khách đi? Biết bao nhiêu cơ hội tại sao không chịu ra tay? Tôn đại ca, huynh nghĩ sao? Đại ca cũng không biết trong lòng Yến Ly nghĩ sao. Có lẽ hắn nghĩ thời cơ chưa tới. Theo như thám tử hồi báo thì Yến Ly làm theo kế hoạch mà chúng ta đã định, và đã lấy được lòng tin cậy của Khánh Kỵ rồi. Ngày đêm bên nhau sao lại không có cơ hội chứ? Ta có một lối suy nghĩ, nhưng hy vọng đó không phải là sự thật. Tôn Võ à, thôi đừng có vòng vo nữa, nói mau đi. Ta để nóng ruột lắm, sắp đi lên rồi nè. Yến Ly vì tình nghĩa đã hứa với chúng ta đi hành thích Khánh Kỵ. Không biết có phải Yến Ly đã nảy sinh tình nghĩa với Khánh Kỵ và không muốn giết chết hắn nữa. Thật như vậy à? Hai người hãy mau nói đi. Cách gì đây? Nếu như Yến Ly thật sự đứng về bên Khánh Kỵ thì kỹ như chúng ta đã thua tất cả rồi. Công tử. Chuyện gì? Thái tử Khánh Kỵ cho sư giả tới xin gặp mặt. Kêu hắn chờ đi, ta phải tắm rửa thay đổi xi mi. Dạ công tử. Các người hãy nói, Thái tử Khánh Kỵ bỗng dưng lại sai sứ giả tới đây, có phải vì đã biết được cái kế hoạch thành thế của chúng ta nên tới đây để hạch tội? Yến Ly không phải là người chồng ơn bội nghĩa đâu. Tôi tin chắc hắn không bao giờ phản bội chúng ta. Hy vọng là như vậy. Các người tiếp tục bàn bạc cách đối phó. Đại ca, theo đề nghị, nếu như Khánh Kỵ sai sứ giả tới, hay là mình... Hiền đệ, đại ca biết trong lòng của đại nghị cái gì, nhưng mà làm như vậy rất nguy hiểm. Nguy hiểm cũng phải làm. Nếu tiếp tục như vậy, công tử không bị điên thì đệ cũng sẽ bị điên thôi. Công tử qua tại sao không ra đây? Đồ ăn đã nguội rồi, như vậy thật là chảnh mạng với khách đó. Tại sao ông lại giận tức như vậy? Ngươi là ai? Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư? Bại quân chi tướng, có gì để nói? Một tên sứ thần nhỏ nhoi mà đã vô lễ như vậy, Khánh Kỵ nhất định là một tên bạo chúa. Nhà ngươi nói gì? Ta nói là công tử không có thời gian để tiếp loại người vô lễ giống như ngươi. Ta là sứ giả của Khánh Kỵ sai tới. Vậy thì sao? Kêu công tử qua ra đây. Xin hỏi tìm công tử quan có chuyện gì? Tráng đinh 3,000, lương thảo 3,000, binh khí cung tiễn 6,000, sáng mai phải chuẩn bị đầy đủ mang tới phủ Khánh Kỵ. Rõ ràng chưa? Không cần phải đợi sáng mai, lập tức mang tới bây giờ. Ngô Khinh Gia, Ngô Khinh Gia. Vì nói cho Khánh Kỵ biết, tráng đinh binh khí và lương thảo tất cả để chúng tôi xài, không cho hắn ta. Dạ biết. Ngô Khinh Gia, làm như vậy không phải là rủi ro chứ? Không có rủi ro, mà là cơ hội ngàn năm một thuở. Ngàn năm một thuở? Tất cả hành động của tại hạ đều là muốn hỗ trợ cho công tử sớm ngày lên ngôi. Ngai vàng đúng ra là của công tử. Ngô Dương Liêu đã giật lấy ngai vàng, hắn nhất định sẽ truyền ngôi lại cho con trai ruột của hắn là Khánh Kỵ. Trừ khử hai người giật lại ngai vàng, không lẽ không đúng hay sao? Ngũ Tử Tư đã nói gì? Sau khi hắn nói những lời đó xong, không có nói gì nữa. Công tử Quang có biết hay không? Lúc đó hắn có mặt. Rõ ràng muốn chống đối ta. Truyền lệnh của ta, sáng sớm ngày mai tất cả quân đội tướng sĩ tập hợp tại giáo trường. Ta nhất định cho bọn chúng biết lợi hại của ta. Dạ. Còn nữa, bẩm báo phụ vương giùm ta, để ta xuất sư hữu danh, sẵn đó phế bỏ công tử Quang. Dạ. Lắm. Đợi chút. Vô trong đi.
Rượu ngon lắm. Rất ngon. Đợi chút. Vô đi. Ngon lắm. Được, mang cá lên đi, mang lên đi. Tuân lệnh. Mau mổ bụng con cá, ta muốn thử vị ngon của nó. Năm 515 trước công nguyên, Thích Châu Tấn Vương năm thứ 5, công tử Quang diện cớ mời Ngô Dương Liêu ăn cá tươi, đã dùng thích khách chuyên chư làm tùy tùng, đặt ngư trường kiếm vào trong bụng con cá, giết chết Ngô Dương Liêu ngay tại đại điện. Chúng ta giết chết Ngô Dương Liêu, truyền ra ngoài người ta sẽ nói chúng ta đã giết chết thúc phụ để đoạt ngai vàng. Đại ca nói đúng ra ngai vàng đó là thuộc về của công tử, nhưng mà lại bị Đại Dương Liêu chiếm đoạt trước. Công tử giết hắn ta lấy lại ngai vàng đó là chuyện đương nhiên mà. Nhưng mà công tử làm đại sự đừng có chuyện gì cũng nghi kỵ. Vào đi. Bái kiến công tử. Quan tình thế nào? Khánh Kỵ đã công hãm Nam Thành, bây giờ đang tấn công về phía chúng ta. Nhanh như vậy sao? Tin cho biết Khánh Kỵ dự định là trước chiều ngày mai sẽ tấn công vào thành trì. Hả? Chúng ta còn chưa có chuẩn bị xong. Lui ra. Dạ. Làm sao hả? Khánh Kỵ dụng binh như là thần gió. Tôi lập tức triệu tập tất cả binh mã toàn thành, sẵn sàng chờ lệnh, thề tử chiến với hắn ta. Hiền đệ, đừng có nóng nảy. Nam Thành cách chúng ta hơn 100 dặm, Khánh Kỵ đem theo 3.000 binh mã, nhanh nhất thì cũng phải là chiều ngày mốt mới có thể tới đây. Nếu như hắn miễn cưỡng gia tốc hành quân, chỉ làm tổn thương tiêu quân lực, chúng ta có thể từ từ chuẩn bị. Chiều ngày mai ta phải tới thành trì của công tử Hoàng. Trước hoàng hôn công hãm nó. Thế nào? Tại sao không ai chịu lên tiếng? Nói đi. Nhà ngươi nghĩ sao? Ta kêu ngươi nói. Bẩm thái tử, tôi sợ. Ngươi sợ cái gì? Tôi sợ không thể làm giữ ý của thái tử trước khi mặt trời lặn công phá thành trì của thái tử Hoàng. Tại sao? Bởi vì chúng ta mới đến sau một trận lớn, binh sĩ cần phải nghỉ ngơi. Nếu như bây giờ xuất binh không phải là cơ hội tốt. Hơn nữa lương thảo cũng không thể chuẩn bị xong. Không có lương thảo càng tốt. Như vậy sẽ có lòng quyết tử. Những người theo không kịp, cứ việc bỏ mặc chúng. Những tướng sĩ có thể đi theo nhất định là tinh binh. Quân đội không cần nhiều đâu. Quan trọng nhất là hãy truyền lệnh của ta, sáng sớm ngày mai chỉnh đốn xuất phát. Dạ. Binh sĩ xuất chinh, anh hùng vì chủ, ta trung lão nhược nhân phụ chi.贪富贵，出尔反尔，千金一落重信义。反复之人早唾弃，对主尽忠凭忠义，舍生取义世所弃。受恩不忘一生记。Nam cung cô nương, Nam cung cô nương, Nam cung cô nương.
Nam cung cô nương, Nam cung cô nương, Nam cung cô nương, Nam cung cô nương. Bẩm công tử, đại quân của Khánh Kỳ chỉ còn cách khoảng 20 dặm đang tấn công vào quân ta. Có thấy điều gì lạ không? Bọn chúng đâm độ không có gì lạ. Tải thám. Dạ. Như vậy Khánh gia, Ái Khanh nghĩ rằng Yến Ly nói ngược, không giết Khánh Kỳ. Yến Ly tuyệt đối không phải là người vong ơn bội nghĩa. Đệ ca, nhưng mà trong lòng của đệ cảm thấy rất lo lắng, bởi vì Yến Ly ngày xưa cũng đã từng nói ngược với mình mà. Hiền đệ, tình hình không giống nhau, không thể nhập chung với nhau mà nói. Còn chưa giết được Khánh Kỳ, có lẽ thời cơ chưa chín mùi. Đại quân của Khánh Kỳ chỉ còn cách thành 20 dặm thôi, việc do người làm, ta còn đợi gì nữa? Công tử, nghi thì đừng dùng, dùng thì đừng nghi. Chúng ta phải tin tưởng Yến Ly. Hy vọng sự suy đoán của Tôn Khanh là điều chính xác. Bẩm thái tử, quân ta bây giờ chỉ cách thành 15 dặm. Phía trước có động tĩnh gì không? Chưa có động tĩnh gì. Dò thám tiếp. Dạ. Tiến đi. Gia tốc tiến thẳng. Gia tốc tiến thẳng, đi. Bẩm công tử, đại quân Khánh Kỳ chỉ cách thành có 10 dặm thôi. Có thấy nhiều loạn gì không? Tấn công ào ạt, không thấy nhiều loạn gì cả. Tải thám. Dạ. Ngũ Ái Khanh, truyền lệnh tam quân chuẩn bị. Truyền lệnh tam quân chuẩn bị. Dạ. Bẩm thái tử, quân ta cách thành 5 dặm nhưng chưa thấy bọn chúng có hiện tượng chuẩn bị tác chiến. Truyền lệnh của ta, chuẩn bị công thành. Gặp kẻ kháng cự, giữ lại toàn thây. Gặp kẻ đầu hàng, ngũ mã phanh thây. Dạ. Tiến Ly, tiến hết tốc lực. Tiến hết tốc lực. Hay lắm. Ngày hôm nay Khánh Kỳ ta nhất định chém lấy đầu cơ quan, Tôn Võ và Ngũ Tử Tư để tế linh hồn phụ thân của ta ở trên trời. Yến Ly, tấn công hết tốc lực. Tấn công. Thank you.
Yên Ly, tại sao nhà ngươi muốn giết ta? Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Công tử quan Tôn đại nhân, Ngũ tướng quân có ơn với ta đây, ta giết ngươi để mà báo ơn. Thì ra ngươi giả vờ để làm bạn với ta là muốn tìm cơ hội giết ta. Giết ông là có âm mưu, nhưng mà làm bạn với ông tôi đây thật tình. Nhà ngươi nói láo. Hãy giết đi. Tôi đã biết trước ngày tàn là cái chết. Thái tử. Ngừng lại. Cuộc đời khánh kỵ ta, tự mạng anh hùng. Bây giờ nhà ngươi cũng muốn giết ta, cũng kể như là anh hùng. Trong vòng một ngày, không thể nào chết hai anh hùng. Nhà ngươi theo ta bao lâu? Tới hôm nay đủ rồi. Khánh kỵ cảm kích muôn phần. Có câu là chim lành chọn cành mà đậu. Tự mình phải có xuất thân, có thể tự do chọn lựa. Nếu như không có, thì có thể đi theo Yến Ly. Phụ vương, xin tha lỗi cho Khánh Kỵ bất hiếu. Bẩm công tử, đại quân Khánh Kỵ chỉ còn cách thành ba dặm, bỗng dưng nổi cơn xào xáo, Khánh Kỵ bị Yến Ly đâm chết. Yến Ly đang trên đường trở về thành. Được, được, chuẩn bị xuống thành nghênh đón. Dạ. Yến Ly quả nhiên không phụ trọng trách. Xin chúc mừng công tử đã trừ đi Lâm Phúc đại họa. Được, được. Đại ca, đệ đã có hy vọng phục thù rồi. Chúc mừng hiền đệ. Thái tử đó tặng cho ta. Trong vòng một ngày không thể chết hai anh hùng. Yến Quỳnh,
lại sáng lại tự tử. Nếu như Tôn Võ đoán không lầm, hắn bị lương tâm cắn rứt. Yến Ly, hãy nhận bản cung một lời. Năm 510 trước công nguyên, Thái tử Quang giết chết Khánh Kỵ, cơ quan lên ngôi, niên hiệu Hà Tử. Mấy năm sau. Mẹ, mẹ, con đi đâu chơi đó? Con có mẹ là đủ rồi, không cần cha đâu. Bằng Nhi, con thiệt ngoan quá. Để cho mẹ xây đậu xong rồi sẽ nấu cơm cho con ăn nha. Ừ. Mẹ à, chuyện gì vậy con? Vậy chứ cha của con là một người thế nào? Cha của con là một kiếm khách. Thành Sở Quốc. Uống đi hả? Người đẹp, uống tiếp đi ha. Đại Dương. Uống đi Đại Dương. Đại Dương. Uống đi. Đại Dương. Ngon mà. Đại Dương. Phí kinh giờ. Nếu như có chuyện gì thì nói đi. Đại Dương, còn nhớ Ngũ Tứ Tư và Tôn Võ hay không? Cái tên đó hình như là có nghe nói qua. Cái người đó có phải là cái người đã tặng một tỷ nữ cho bổn vương sử dụng không vậy? Không lẽ lại tới nữa sao? Không, Đại Dương, họ là phản đồ của Sở Quốc, là con của Ngũ Sa. Sau khi họ liệt khỏi Sở Quốc đã nhờ giả vào Ngô Quốc và còn giúp công tử hoàng của Ngô Quốc lên ngôi hoàng đế. Cái đó có ăn thua gì tới Mãn Dương chứ? Hoàn toàn không có quan hệ gì. Đại Dương, Ngũ Tứ Tư và Tôn Võ đại nghịch bất đạo, bất trung với Sở Quốc. Nếu mà họ phụ trợ cho Ngô Quốc thì sẽ bất lợi Sở Quốc chúng ta. Như vậy ý của Khanh đây là tiền hạ thủ vi cường, tìm cớ để tuyên chiến với Ngô Quốc. Ê, được được được, ý của Khanh nói là muốn tuyên chiến, có phải không? Đúng vậy, mong Đại Dương hãy hạ lệnh. Không được. Hưng binh đánh giặc, vừa phải trưng binh vừa phải trưng lương. Lao dân thương tài. Hơn nữa một khi đánh trận thì vật tư của chúng ta sẽ khẩn trương. Ta không tán thành khai chiến với Ngô Quốc đâu. Nếu như mà Ngô Quốc xuất binh trước thì sao? Cái đó đợi lúc đó tính sao đi hả? Lùi ra, lùi ra. Lùi ra đi hả? Dạ, Đại Dương. Đại Dương nhé nha. Em thấy Đại Dương uống nha. Hồn gái à, cho hồn gái à, dễ thương quá. Đại Dương, người đã tới. Lùi ra. Bệnh tình của Đại Dương như thế nào? Đại Dương khí hư quyết yếu, căn quả quá thịnh, ngũ tạng hao tổn, đó là hiện tượng dục quá độ. Ta hỏi nhà người bao giờ mới có thể lành hẳn? Bệnh như vậy không thể gấp được, phải từ từ trị liệu. Tiểu nhân đã hốt hai thang thuốc nhuận âm hồi dương, lẽ thì 3 tháng, còn chậm thì nửa năm, thân thể sẽ từ từ bình phục. Nhưng mà trong lúc uống thuốc có một điều không thể không kiêng cử. Cái gì? Nhất định phải cai Tuyệt Nữ Sách. Nếu như không cai thì sao? Dược lực của hội Xuân Thang rất mạnh, cố bổn bồi nguyên tu dưỡng sức khỏe. Nếu như còn đam mê nữ sắc, tiêu hao thân thể, nhẹ thì bệnh một trận nặng. Còn nặng... Còn nặng thì sao? Nặng thì sẽ cởi hạt tây khứ. Người là Đại Dương, chúng tôi tới đây để hầu hạ Đại Dương uống thuốc nè. Uống thuốc? Thuốc gì vậy? Đây là hồi xuân dương, Đại Dương uống vào bảo đảm hùng chấn hùng phong, lực bạc thiên cân. Thiệt hả? Đúng vậy, không tin hãy thử đi nè.
Nè, hãy thử đi, uống đi đại dương, uống đi.